Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Võ Thuật Mã Thanh Thịnh. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh thì hãy nhấn nút đăng ký và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trên kênh của mình. Và mình đang có mục tiêu 10.000 sub cho năm nay, rất cần sự ủng hộ của các bạn. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn nút đăng ký nhé. Thì ở những video trước, chúng ta đã tập được những động tác cơ bản để bắt đầu cho một buổi tập võ cổ truyền Việt Nam. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn bộ thủ trong võ cổ truyền Việt Nam. Thì bộ thủ trong võ cổ truyền Việt Nam có 5 bộ. Bộ số 1 là bộ sơn. Bộ số 2 là bộ đao. Bộ số 3 là bộ trưởng. Bộ số 4 là bộ chủ. Và bộ số 5 là bộ chỉ. Hôm nay chúng ta sẽ tập bộ sơn nhé các bạn. Đầu tiên, chú ý, chuẩn bị nghiêm. Lập tớ Trung Bình Tớ. Bộ số 1 Hôi Sơn. Hôi Sơn thì chúng ta sẽ đấm thẳng ra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok. Và bây giờ mình sẽ đổi hướng để cho các bạn cùng xem nha. Lưu ý, khi đánh bộ sơn, từ trong hông ra, các bạn thả lỏng. Tới nơi các bạn sẽ dừng lại để tạo một cái độ gặt cho đòn đấm và nó phát lực. Và một lưu ý nữa là tránh trường hợp các bạn đánh bằng và cong cái cổ tay xuống nha các bạn. Giữ cổ tay mình sẽ thẳng. Và khuỷu tay mình sẽ không đánh hết. Và mình sẽ hơi giữ một cái khoảng cong, các bạn đánh hơi cong lại, đừng đánh hết tay ra nha. Rồi, mình sẽ đánh cho bạn coi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó là bộ sơn trong võ cổ truyền Việt Nam. Những lỗi sai hay mắc phải khi các bạn thực hiện bộ sơn đó là cong cổ tay, đánh khóa khớp tay và gồng. Đừng gồng nha bạn, trong võ cổ truyền mình chúng ta cần phải trong nhu có cương và trong cương có nhu. Đánh thả lỏng tay, gặt. Đó thì nó mới tạo ra sức mạnh và tốc độ được. Còn gồng nó sẽ bị chậm động tác và đánh nó rất mau mệt. Và sức mạnh nó cũng không có nữa các bạn. Rồi chú ý tiếp theo là bộ đảo. Đảo sơn. Chú ý, đảo sơn. Chúng ta sẽ đưa tay vuông góc, đánh từ ngoài vô, ngang cái quai hàm của chúng ta thôi. Bên đây cũng vậy. Rồi, mình cùng làm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, mình sẽ làm hướng bên đây cho các bạn cùng xem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, nghiêm. Đó là bộ đảo sơn. Các bạn chú ý là khi đánh đảo sơn, chúng ta sẽ giữ tay chúng ta vuông góc và đánh tới trước mặt, chúng ta dừng lại, chúng ta không đánh qua hết một bên, chúng ta sẽ dừng lại ở phía trước mặt của mình. Và lưu ý chúng ta sẽ không đánh thẳng tay và cong lại, chúng ta giữ độ cong đánh. Rồi, đó là bộ đảo sơn. Bộ số 3 là bạc sơn. Bạc sơn thì ngược lại với đảo sơn, chúng ta sẽ đánh từ phía trong đánh ra. Bây giờ chúng ta cùng làm. Bạc sơn thì chúng ta sẽ đánh bằng lưng, phần lưng bằng tay, cho nên chúng ta sẽ đánh tay ra. Chú ý, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Mời. Thập tám. Tiếp tục. Đổi hướng. Thập tám. Trung bình tám. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Rồi. Này chú ý, ở động tác bạc sơn này chúng ta sẽ dùng lưng bằng tay để chúng ta tấn công đối phương. Cho nên là chúng ta sẽ cố gắng giữ cổ tay thẳng và đưa phần lưng bằng tay ra phía ngoài. À, lưng bằng tay ra phía ngoài. Chúng ta không cong cổ tay lại. Này chú ý nha. Rồi, tiếp theo. Sau bạc sơn chúng ta sẽ đến là đăng sơn. Đăng là đánh lên ha. Cũng giống như bạc sơn, chúng ta sẽ giữ tay vuông góc, vòng ra phía sau và đấm móc lên. Vị trí tấn công của đòn này là mình sẽ tấn công vào vùng chấn thủy hoặc là vùng cầm nha các bạn. Rồi chúng ta cùng tập. Tập tấn. Chung mình tấn. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Tấn. Tiếp theo, đổi hướng. Chuẩn bị. Lập tấn. Trung bình tấn. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Lập tấn. À, chú ý ở bộ đăng sơn này, chú ý cổ tay giống như cái động tác khác. À, những cái đòn đấm này chúng ta cần chú ý là giữ cổ tay thẳng, không cong. Và khi mình đấm thì mình nắm chặt, chặt nắm đấm lại. Và chúng ta sẽ tấn công bằng phần xương, xương mu bàn tay là cái phần nhô lên này các bạn. Đó, chúng ta không tấn công bằng phần cùi tay. Cho nên các bạn nào nắm mà để cái phần cùi tay lên như thế này là sai nha. Mình sẽ đấm lên bằng phần xương, nắm chặt tay lại thì nó mới đưa phần xương lên. Các bạn đừng nắm hờ nha các bạn. Rồi, sau đăng sơn là giáng sơn. Giáng sơn mình sẽ đánh tay từ trên xuống bằng lưng bằng tay. Mình dùng lưng bằng tay để mình tấn công nha các bạn. À, đưa lên ngang má mình đánh xuống. À, đưa lên ngang má đánh xuống. Rồi chúng ta cùng làm. Bị. Lập tấn. Chúng mình tấn. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Tập tấn. Rồi đổi bên. Tập tấn. Chung mình tấn. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Tập tấn. Đó là giáng sơn. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn động tác hạ sơn. Hạ sơn động tác này là giống như là thôi sơn, nhưng mà mình sẽ đánh phần thấp. Hạ thấp. Chú ý. Lập tấn. Chú mình tấn. Khi đánh các bạn chuyển tấn qua. Một. Đổi bên chúng ta cũng chuyển tấn qua. Hai. Mắt chúng ta luôn nhìn theo đòn đánh. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Tập tấn. Nghiêm. Đó là hạ sơn.
Tiếp tục mình sẽ đổi hướng cho bạn dễ tập theo nha. Đi. Nghiêm. Mình tấn. Chúng mình tấn. Một. Đánh xéo xuống, mắt nhìn theo tay. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Lập tấn. Nghiêm. Đó là hạ sơn. Hạ sơn thì trong cái động tác ở võ cổ truyền Việt Nam, tất cả các động tác trong võ cổ truyền Việt Nam hầu như mình thấy đều liên quan tới một cái hiện tượng, một sự vật hay là một con vật nào đó. Ví dụ như Bác Hổ Chảo thì sẽ liên quan tới con cọp, Hầu Chảo liên quan con khỉ, Hạt Quyền liên quan con hạt, còn Đấm Thôi Sơn, thôi là đẩy, sơn là núi. Người ta ví động tác này mạnh, mạnh đến nỗi đánh đẩy được con núi như đảo sơn, đánh lật con núi đó. Tất cả các động tác đều liên quan đến một cái sự việc hay là một cái hiện tượng đó nha. Cái hay của võ cổ truyền Việt Nam mình là ở cái chỗ đó. Tiếp theo, động tác cuối cùng đó là động tác hoành sơn. Hoành sơn hay còn gọi là đánh đờ ve các bạn, trong khi đấu thì hay là reverse ha, là một đòn đánh tròn, đánh xoay người chúng ta cùng đập. Còn hoành sơn là xoay người đánh bằng lưng tay ra phía sau. Hãy chú ý, ở đây mình sẽ xoay người cho bạn thấy nha. Nghiêm. Tấn. Chúng mình tấn. Hoành sơn. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Thôi. Đổi hướng. Ở hướng này mình sẽ đánh thẳng ra phía sau cho bạn dễ nhìn. Đi. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Thôi. Ở động tác hoành sơn này hay còn gọi là đờ ve thì sẽ có hai cách đánh. Thứ nhất là các bạn sẽ đánh bằng lưng bằng tay, đánh ra phía sau, tay còn lại mình sẽ trên nách. Tại vì nách mình nó có một cái huyệt rất là nguy hiểm, khi mà để đối phương đánh tấn công vô thì rất là nguy hiểm, cho nên tay còn lại mình sẽ che nách, đánh tay ra bằng lưng bằng tay. Thứ hai là mình dùng cạnh bằng tay để mình tấn công. Trong thi đấu thường thường các vận động viên sẽ dùng lưng bằng tay để đánh, tạo cảm giác gây nổ và giám khảo dễ chấm điểm hơn. Còn lực đánh bằng cạnh bằng tay thì sẽ mạnh hơn, ưu điểm là sẽ mạnh hơn, nhưng khuyết điểm là đánh sẽ không gây cái tiếng nổ, dẫn đến nhiều trường hợp trọng tài sẽ bị sót điểm nha các bạn. Chú lại chú ý cho mình rồi. Và đó là tất cả nội dung trong buổi tập ngày hôm nay. Các bạn về tập giúp mình kỹ những cái phần cơ bản từ tập 1 tới tập ngày hôm nay để sau này mình vô quyền cho nó dễ nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nhớ thấy hay nhấn nút đăng ký ủng hộ mình nha. Bye bye.